Đã bao lâu rồi cuộc sống của bạn chỉ có công việc, dù đó là bất kỳ thời điểm nào trong năm? Alo, má hả? Ừ, má nè con. Đi làm mới về hả? Dạ. Mấy đứa bạn con á, năm nay nó có qua nhà mình để gói bánh tét như mọi năm không? Còn con nữa, chừng nào về? Dạ, chắc cũng không về được má ơi. Công chuyện nhiều quá hả con? Thôi, má cúp máy nha. Alo, con hả? Alo, má hả? Má, sao má giấu con? Chuyện má ngồi xe lăn là sao vậy má? À, có gì đâu con ơi. Hôm bữa cây mai nhà mình nó ra lá nhiều quá đi. Má sợ lặt lá trễ, không có kịp đón con về. Mà cũng biết chừng nào con về nữa. Cho nên má bắt cái ghế lên để má lặt lá. Không ngờ má bị trượt chân má té. Má không sao đâu con. Má, con xin lỗi má. Cuộc đời mỗi người có muôn vạn nẻo đường, không đơn giản chỉ là lối đi, mà đó còn là sự lựa chọn. Nhưng có lẽ, con đường mang chúng ta thật sự đến với bình yên và yêu thương chính là đường về. FPT Shop chia sẻ ước mơ đón Tết quê nhà.